lộ chấn động một số thông tin cơ học về bằng tiến sĩ của sư Thích Chân Quang. Trích Facebook Nguyễn Hoàng Anh. Theo Trường Đại học Luật Hà Nội, ông Vương Tấn Việt có đủ điều kiện để học thẳng lên tiến sĩ vì có bằng tốt nghiệp đại học ngành luật loại giỏi. Là tác giả một bài báo cáo khoa học in trong kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế có phản biện năm 2017, có năng lực ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp đại học, ngành tiếng Anh, quy định tại Điều 5 Thông tư số 08-2017-TT-BGDT ngày 4 tháng 7 năm 2017 và Điều 6 quy định 261-QĐ-DHLHN. Từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021, nghiên cứu sinh Thích Chân Quang hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và 7 học phần của chương trình tiến sĩ. Tháng 12 năm 2021, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, tức là trong 6 tháng hoàn thành không chỉ luận án mà cả các thủ tục để được bảo vệ 2 lần, điều mà những người trần mắt thịt mất 3 đến 4 năm vẫn chưa làm được. Trùng hợp nữa là ngày 7 tháng 6 năm 2019, Trường Đại học Luật Hà Nội ra thông báo tuyển sinh số 2190-TBTS-DHLHN về việc tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019. Theo đó, người dự xét tuyển nghiên cứu sinh phải đáp ứng các điều kiện sau. 1. Có một trong các văn bản sau đây. Bằng thạc sĩ luật học đúng ngành hoặc khác ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh có bằng thạc sĩ luật học khác ngành đăng ký dự tuyển thì sau khi trúng tuyển, thí sinh phải học bổ sung kiến thức ở trình độ thạc sĩ của ngành đào tạo tiến sĩ đã trúng tuyển. Bằng cử nhân luật hệ chính quy loại giỏi trở lên do các trường đại học trong nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo cử nhân ngành luật, luật kinh tế, luật quốc tế, luật thương mại quốc tế cấp. Đây là những điều kiện đầu vào đầu tiên được xét đến đối với mọi nghiên cứu sinh tiến sĩ mà Trường Đại học Luật Hà Nội áp dụng bấy lâu nay. Xong đến ngày 30 tháng 9 năm 2019, Trường Đại học Luật Hà Nội có thông báo về việc đính chính thông tin về điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh trong thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019 để phù hợp với quyết định số 261-QĐ-DHLHN. Theo đó, đính chính thông tin về điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh trong điểm B, mục 3, thông báo tuyển sinh số 2190-TBTS-DHLHN như sau. Điều kiện dự tuyển sinh, nghiên cứu sinh có một trong các văn bằng sau đây. Bằng cử nhân luật, loại giỏi trở lên do các trường đại học trong nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo cử nhân ngành luật, luật kinh tế, luật quốc tế, luật thương mại quốc tế cấp. Như vậy, cũng nhờ việc đính chính thông tin về điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh, ông Vương Tấn Việt đã vượt qua khe cửa hẹp để đủ điều kiện học tiến sĩ mà không cần quan tâm đến điều kiện có bằng cử nhân luật hệ chính quy loại giỏi trở lên, như thông báo tuyển sinh ban đầu Trường Đại học Luật Hà Nội đưa ra vì ông học hệ vừa làm vừa học. Đây cũng là điều vô cùng đặc biệt và may mắn với chính cá nhân ông Vương Tấn Việt. Điều này liệu có thể giải thích bằng việc ông là cổ đông nắm 80% cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa Pháp Quang, doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng, các đồ tâm linh, trong đó có nhiều sách đĩa của tiến sĩ, thượng tọa Thích Chân Quang. Chưa hết, hiện nay ông còn là nghiên cứu sinh ngành tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Và trường cũng vừa phải vì ông mà sửa thông tin là ông trúng tuyển vì có bằng thạc sĩ, thứ mà ông không có, thành ông trúng tuyển vì có bằng tiến sĩ phù hợp. Đây cũng là nơi nam nhà sư Thích Đàm Lan, trụ trì chùa Bồ Đề Hà Nội, Thích Đàm Kiên, trụ trì chùa Phổ Minh Hải Phòng, Thích Minh Thịnh, trụ trì chùa Diên Phúc Đông Anh Hà Nội, Thích Nguyên Hạnh, trụ trì chùa Tảo Sách Hà Nội, Thích Thanh Nhiễu hoàn thành luận án tiến sĩ ngành tôn giáo học từng gây xôn xao cộng đồng mạng với nghi án đạo văn vì sao chép gần như 100% nhưng trường không trả lời. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn hỏa tốc gửi Trường Đại học Luật Hà Nội yêu cầu báo về quá trình tuyển sinh đào tạo đối với nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trường Đại học Luật Hà Nội khẩn trương báo cáo cụ thể về quá trình tuyển sinh đào tạo tiến sĩ, bao gồm cả việc nộp hồ sơ phản biện, bảo vệ luận án và có minh chứng kèm theo đối với hồ sơ của ông Vương Tấn Việt, báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kiếm tiền như chùa Ba Vàng, bất chấp giáo lý, đạo lý. Một giáo sư có nhiều năm nghiên cứu tôn giáo khẳng định, chuyện chùa Ba Vàng nổi sóng truyền thông mấy ngày nay chẳng qua là hớ hênh nên bị lộ, còn nhiều chùa khác cũng thực hành cúng bái mê tín để trục lợi. Vị giáo sư giấu tên cũng cảnh báo nếu chuyện túm để làm ví dụ lần này mà không được giải quyết một cách căn bản thì e rằng mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy. Không chỉ mình chùa Ba Vàng, chuyện tuyên truyền mê tín dị đoan, tổ chức cầu cúng để trục lợi chắc chắn không chỉ riêng ở chùa Ba Vàng,
chùa này chỉ là trường hợp bị túm được để làm ví dụ thôi. Vị giáo sư hiện đang công tác tại một trường đại học ở Hà Nội nói. Giáo sư này cũng lý giải chuyện chùa Ba Vàng bị lộ do người hành sự đã hớ hênh và phải chăng có sự tự tin thái quá chăng. Võ không kín thì bị lộ, với lại họ cũng đã làm việc này rầm rầm suốt mấy năm rồi thì đến ngày bị lộ thôi. Rất hoan nghênh báo chí mấy ngày qua đã nhiệt tình đưa vụ việc chùa Ba Vàng ra ánh sáng và đánh giá cao sự tích cực giải quyết vụ việc, không né tránh của các cơ quan chức năng liên quan. Nhưng giáo sư này cũng đưa ra cảnh báo, lần này nếu cơ quan chức năng không giải quyết một cách căn bản thì sẽ lại như ném đá ao bèo, đâu sẽ lại vào đấy. Khâm phục tài kinh doanh của sư trụ trì chùa Ba Vàng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, Đại học Ngoại thương, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế, từng tới chùa Ba Vàng đã phải thốt lên rằng bà rất khâm phục tài kinh doanh của sư trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh, người từng là giảng viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà Ánh cho biết bà thường rất dị ứng với các chùa mới, chùa hoành tráng như Ba Vàng. Nhưng bởi tò mò khi nghe sư trụ trì chùa nguyên là giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nên một lần rảnh rỗi bà đến thăm chùa. Sau chuyến đi, bà thật sự choáng váng trước tài năng kinh doanh của thầy Thích Trúc Thái Minh. Từ một cái chùa bé tí, thầy ấy đã biến thành một khu rộng hàng chục hecta với rất nhiều công trình xây dựng màu mè hoành tráng. Đặc biệt, đây là chùa duy nhất theo tôi biết là có liên hệ với sinh viên các trường đại học rất chặt chẽ. Bà Ánh cho biết, người ở chùa này kể với bà là thầy Thái Minh thường tổ chức cho sinh viên các trường từ khắp nơi đến nghe giảng miễn phí, mỗi lần từ 500 đến 1.000 sinh viên. Chùa cấp xe, mở một bữa ăn miễn phí giản dị, chỉ cần các trường cử sinh viên đi. Bài giảng của thầy tràn lan trên Internet, nội dung chủ yếu cũng chỉ toàn những thứ ai cũng biết như hiếu, nghiệp. Nhưng bằng cách ấy, thầy đã xây dựng một cộng đồng khách hàng tiềm năng rất hùng hậu. Nhiều sinh viên sau khi đi làm đã quay lại sử dụng dịch vụ hay tài trợ cho chùa, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh nhận định. Phó giáo sư Ánh cho rằng, việc sinh viên các trường đại học bị cuốn vào các hoạt động này của chùa Ba Vàng là rất tai hại. Các trường đại học đáng ra phải là nơi cung cấp kiến thức khoa học và tư duy phản biện cho sinh viên, lại trở thành nơi tiếp tay, truyền bá mê tín dị đoan cho người trẻ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh cho rằng, quan niệm có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành ở Việt rất độc hại, bởi nó triệt tiêu hoàn toàn sự sáng suốt của dân chúng khi nói về tôn giáo và là cái mỏ vàng cho những kẻ buôn thần bán thánh. Họ bất chấp tất cả, vụ chùa Ba Vàng là điển hình của việc lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Cụ thể ở đây là đạo Phật. Họ bất chấp tất cả, kể cả giáo lý nhà Phật, tính nhân văn, đạo lý, linh hồn nếu có, chỉ để đạt được mục đích là những người cả tin phải nôn tiền ra. Ở đây đã có dấu hiệu của sự lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người khác. Hơn thế nữa, khi bị lật tẩy, người của chùa Ba Vàng lại nói vì chùa được xây nguy nga lộng lẫy nên người ta ganh ghét. Riêng cách nói này thôi, chúng ta cũng thấy nó xa lạ với tư duy và cách hành xử của những người tu hành. Do vậy, có thể nói chùa Ba Vàng hiện không hoạt động theo giáo lý đạo Phật. Để không còn những vụ việc lùm xùm như vừa xảy đến tại chùa Ba Vàng, những ồn ào quanh vụ xá lợi tóc Đức Phật tại chùa Ba Vàng Quảng Ninh cùng sư ông Đại Đức Thích Trúc Thái Minh bước đầu đã được cơ quan chức năng kết luận. Có thể nói, chỉ là một sinh hoạt Phật giáo, song việc trưng bày hiện vật được chính chùa Ba Vàng gọi là xá lợi tóc Đức Phật những ngày qua lại đặc biệt thu hút mối quan tâm của dư luận. Theo đó, như thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, chỉ trong một tuần đã có đến 259 tin, bài viết về sự việc này. Trên cơ sở những gì đã diễn ra, các cơ quan chức năng đã bước đầu có những kết luận. Theo đó, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, tổ chức trưng bày xá lợi tóc Đức Phật không tuân thủ quy định. Cụ thể, trong thông báo nhân dịp tổ chức lễ kính mừng Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh năm nay, có bổ sung nội dung cung rước xá lợi Phật nhưng không nêu rõ là xá lợi gì. Đối chiếu với các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo thì chùa Ba Vàng không phải là chủ thể đứng ra thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung. Bên cạnh đó, việc nhà sư nước ngoài vào Việt Nam để tham gia sinh hoạt tôn giáo này bằng visa du lịch là vi phạm pháp luật Việt Nam. Cùng đó, năm 2023, sư ông Đại Đức Thích Trúc Thái Minh nhiều lần xuất cảnh nhưng chỉ một lần xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các chuyến xuất cảnh còn lại của sư ông này dù hoạt động tôn giáo ở nước ngoài như tham dự Đại lễ Phật đản tại Nhật Bản, giảng pháp cho Phật tử xa xứ tại Hàn Quốc
hành hương về miền đất Phật ở Ấn Độ đều không báo cáo và những việc như vậy là vi phạm luật tín ngưỡng tôn giáo. Theo quan điểm của Ban Tôn giáo Chính phủ, những vi phạm nêu trên của Chùa Ba Vàng gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, uy tín giáo hội. Công việc xử lý tiếp theo mang tính dứt điểm đang được tiến hành khi có đủ căn cứ. Dưới góc độ giáo hội Phật giáo, hình thức kỷ luật là Chùa Ba Vàng sẽ không được tổ chức các sự kiện quốc tế trong vòng một năm tại chùa. Cùng đó, sư ông Thích Trúc Thái Minh lần thứ hai phải nhận hình phạt sám hối trên cương vị trụ trì Chùa Ba Vàng. Trước đó, vào đầu năm 2019, sư ông này từng bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam bãi nhiệm tất cả chức vụ và yêu cầu sám hối đại tăng 49 ngày do tổ chức thỉnh vong, thuyết giảng, vong báo oán, cúng oan gia trái chủ. Được biết, sám hối đại tăng là hình thức kỷ luật nặng thứ hai trong nội bộ Phật giáo, chỉ sau hình thức kỷ luật nặng nhất là trục xuất tăng ni khỏi giáo hội. Có thể thấy, những sự việc khiến sư ông Thích Trúc Thái Minh chỉ trong vòng 4 năm phải 2 lần nhận hình thức kỷ luật nặng của Giáo hội Phật giáo không chỉ vi phạm hiến chương giáo hội, làm tổn thương đến thanh danh giáo hội, tăng đoàn mà còn truyền đi những thông điệp không rõ ràng về hình ảnh Phật giáo. Ai cũng biết, Phật giáo hướng con người ta đến những hành vi không chỉ thiện căn mà còn có tính chất giác ngộ, hướng đến con đường trí huệ, dùng nó để soi tỏ đường sống, hiểu mình hơn, để cư xử tốt hơn, trước hết với chính bản thân, sau đó là với cộng đồng, chứ không phải là xa rời con đường trí huệ để đến với hành vi xa lạ, với giáo pháp, thậm chí là mang tính mê tín dị đoan. Câu hỏi được đặt ra ở đây là sau những lùm xùm xôn xao quanh việc trưng bày hiện vật được gọi là xá lợi tóc Đức Phật, cần có những động thái gì để tránh tái diễn những vụ việc tương tự, không tạo ra các tiền lệ gây ảnh hưởng đến các quy định pháp luật về tín ngưỡng, trật tự xã hội, cũng như không làm ảnh hưởng đến hình ảnh Phật giáo ở Việt Nam, đất nước có hàng chục triệu Phật tử cùng những người yêu chuộng giáo lý nhà Phật. Thực tế cho thấy, cần làm tốt hơn việc phổ biến các quy định pháp luật về tín ngưỡng, đặc biệt là luật tín ngưỡng tôn giáo cùng các quy định thực hiện. Ở đây, cần đặc biệt chú trọng vai trò của địa phương, nhất là nơi có cơ sở tôn giáo tọa lạc. Bên cạnh đó, những giáo lý, kiến thức, thực hành tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng cần được phổ biến sâu rộng trên các kênh truyền thông chính thống để mọi người bằng góc độ mối quan tâm, hiểu biết cùng lòng yêu chuộng của mình có thể thực hành quyền tự do tín ngưỡng một cách an nhiên, lành mạnh, đúng với tinh thần giáo pháp, đúng với quy định pháp luật, tránh xa những hành vi mang tính xa lạ, thậm chí là không đúng với giáo pháp. Thầy Thích Minh Tuệ quyết định ẩn tu, quá sốc khi lộ quyền lực ma nhúng tay, sư Tuệ mất tích, ai sẽ được lợi nhất? Thưa quý vị, như vậy sư Thích Minh Tuệ đã chính thức quyết định ẩn tu tại cổng trời trên đỉnh Đèo Ngang và thông báo mong không ai đi theo. Trước đó, việc nhiều người tụ tập kéo theo sư Thích Minh Tuệ ở những nơi ông đi qua đã vô tình gây mất trật tự an toàn giao thông, an ninh. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một phần lý do trong quyết định ẩn tu của thầy Minh Tuệ. Như một nguồn tin uy tín tiết lộ rằng đã có những lệnh ngầm được ban xuống sau khi sự xuất hiện của Thích Minh Tuệ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín giáo hội. Bởi cách tu và các hưởng thụ của sư Minh Tuệ có thể nói là một trong những người đi ngược lại với các sư thầy Việt Nam hiện nay. Cũng chính vì thế mà sớm muộn, thầy Tuệ, người không có gì trong tay, chắc chắn phải thua thế và rút lui. Và việc thầy Tuệ ẩn tu, ai được lợi nhất, có lẽ mọi người cũng đã có câu trả lời. Hơn nữa, thời gian qua, sư Thích Minh Tuệ đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng và liên tục xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Dù hành trình tu tập từ Nam ra Bắc của ông đã kéo dài nhiều năm, nhưng thời gian gần đây càng được chú ý khi sư thầy đi tới đâu cũng đều có rất đông người dân kéo theo. Bên cạnh những người dân tới vì ngưỡng mộ, tôn sùng, còn có không ít những nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội cũng kéo theo nhằm đăng tải các đoạn phim, hình ảnh với mục đích tăng tương tác. Điều này đã ảnh hưởng khá lớn không chỉ tới quá trình tu tập của sư Thích Minh Tuệ mà còn tới an ninh trật tự, an toàn giao thông những nơi ông đi qua. Đặc biệt, đã có trường hợp hai người đàn ông cầm máy quay khu vực thầy Minh Tuệ đi qua xảy ra tranh cãi, gây ồn ào và liên tục có hành vi lớn tiếng, xô đẩy nhau, khiến một số người phải vào can ngăn. Trước việc quá đông người tập trung đi theo, sư Thích Minh Tuệ đã di chuyển lên Hoành Sơn Quan, cổng trời trên đỉnh Đèo Ngang thuộc ranh giới hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình và vào sâu bên trong rừng chân. Ngay sau đó, sư Thích Minh Tuệ đã lựa chọn đi theo đường rừng để tránh việc tập trung đông người và các thầy cũng sẽ có thời gian để ngồi thiền, tu tập mà không gây chú ý, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông.
Một người trong nhóm theo ông Minh Tuệ tu tập cho hay, thầy con không phải sư cũng không phải thần, không nằm trong giáo hội nên mọi người kính trọng yêu thương đón thầy về quê hương như vậy là tốt đẹp rồi. Giờ truyền thông đưa lên mạnh quá, thầy con đang muốn ẩn tu một thời gian. Đến khi nào các anh YouTuber, TikToker không còn quay nữa thì thầy trò con sẽ tiếp tục đi. Còn không thì thầy trò con sẽ ẩn tu, sẽ đi đường núi nửa đêm thì mọi người không biết được. Trong buổi nói chuyện với mọi người khi dừng chân tại đèo ngang, sư Thích Minh Tuệ cũng chia sẻ với người dân. Con không cần ai đi hộ pháp, hộ vệ. Hộ pháp, người dân, YouTuber, hãy về đi làm công việc của mình. Chúng tôi không cần ai đi theo nữa, tại vì đi theo vừa mất trật tự, vừa mất an toàn giao thông. Còn hạnh đầu đà là tự đi khất thực, tự mình lo lấy. Người tu nào mà đi tập học thì tự lo, chứ không cần ai cả. Bữa nào mà cũng như thế này thì gây lộn xộn, mất trật tự mà không được gì cả. Những người tu cũng có công việc của họ, khi có thời gian để họ ngồi thiền, họ tu hành rồi làm việc riêng tư, chứ đâu phải diễn viên điện ảnh Hollywood đâu, nên mọi người đừng đi theo nữa. Sư Thích Minh Tuệ với đôi chân trần, đầu trần đi khất thực dọc chiều dài đất nước và tự tu theo lối khổ hạnh, xưng con trong giao tiếp, tấm y chắc nối từ vải vụn nhặt được, cái lõi nồi cơm điện thay cho bình bát khất thực, không nhận cúng dường bất cứ thứ gì ngoài phần thức ăn cho bữa duy nhất trong ngày. Ông sống đời không nhà cửa, tối ngủ ở gốc cây, nghĩa địa, nhà hoang, tập trung thân tâm cho việc tìm kiếm sự chứng đạo theo đường lối của Đức Phật. Không thuyết pháp, không thu đồ đệ, không nhận mình là thầy, tu sĩ này nhiều lần khẳng định ông chỉ là một công dân Việt Nam đang tập học theo lời Phật dạy. Lời này không hẳn là khiêm nhường mà là sự thành thật. Được biết, ông Minh Tuệ đã thực hành hạnh đầu đà được 6 năm và có 4 lần đi bộ từ Nam ra Bắc rồi quay lại. Thầy Minh Tuệ xuất thân con nhà gia giáo, tử tế, nhà cao, cửa rộng, cha mẹ chia tài sản nhưng thầy không muốn nhận. Thầy muốn đi theo con đường của mình để giải thoát, tìm hạnh phúc đích thực. Có lẽ chưa bao giờ chúng ta thấy trong đời sống Phật giáo lại xuất hiện nhiều nan đề như lúc này. Sự xuất hiện của những ngôi chùa bằng cách vận hành kiểu kinh doanh, doanh nghiệp với các khoản doanh thu rất khủng nhưng không bao giờ được công bố. Và rất nhiều người mang danh nhà sư nhưng phạm giới và cả có trong tay hàng trăm tỷ đồng cũng là vấn đề rất nhức nhối mà mất đi hình tượng uy tín của nhà tu. Cho nên việc Thích Minh Tuệ xuất hiện như là ánh sáng hào quang lan tỏa tới triệu dân Việt Nam tin vào Phật giáo.